Tô Lâm gặp các bô lão, có bà Dũng, vì sao Tư Sàng vắng bóng. Vào ngày 15 tháng 8, Tô Lâm tổ chức hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Đảng tại trụ sở Trung ương Đảng. Đến dự có các ông bà Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Chiết, Phạm Minh Chính, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Văn An, Nguyễn Danh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lương Cường. Đáng chú ý là ngay sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, thì ông Nguyễn Tấn Dũng năng nổ hơn trước rất nhiều. Khi đó có tin đồn rằng ông Dũng muốn cấu kết với ông Chính để đối đầu với Tô Lâm. Tuy nhiên, ông Dũng sẽ bất lợi nếu chọn đối đầu với Tô Lâm, bởi cán cân quyền lực đã nghiêng hẳn về Tô Lâm với việc nắm Bộ Công an trong tay và nắm cả Đảng ủy quân đội. Trong tất cả các lãnh đạo đã về hưu, người ta chú ý nhất đến ông Nguyễn Tấn Dũng là cựu thủ tướng và ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước. Bởi hai ông này dù đã về hưu nhưng vẫn vào Nam ra Bắc, xúc tiến hết nhóm này đến nhóm khác gặp mặt. Ông Dũng bươn trải trên chính trường với mục đích giúp cho Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết có được điều kiện tốt nhất. Còn ông Trương Tấn Sang thì vốn vẫn thích tham gia vào các mâm quyền lực với vai trò người đứng đằng xa để mà giật dây. Đến hội nghị gặp mặt lần này không có những nhân vật mới bị Tô Lâm cho hạ đò ván hoặc đang quyết tâm đánh đến cùng. Các nhân vật như Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai đều vắng mặt. Có lẽ những người này không thể chịu được khi đến gặp kẻ giáp tâm triệt hạ mình. Với Nguyễn Tấn Dũng, có lẽ ông không muốn đối đầu với Tô Lâm. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng Tô Lâm vốn là đệ tử của Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng, đến nay vẫn giữ mối quan hệ thân tình với ông này. Trong khi đó, tướng Hưởng lại là phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng. Vì vậy, có thể nói Tô Lâm vốn có mối quan hệ gần gũi với bà Dũng rất nhiều. Đáng chú ý là việc ông Trương Tấn Sang vắng bóng tại kỳ họp lần này. Ông Sang vốn rất năng nổ, vào Nam ra Bắc kết nối với người gốc Hà Tĩnh. Việc vắng mặt ông Sang khiến dư luận đặt câu hỏi, lẽ nào ông Tư Sang lại gặp vấn đề gì với Tô Lâm hay sao? So với bà Dũng, Tư Sang tỏ ra nguy hiểm hơn với Tô Lâm, bởi ông Dũng chủ yếu tìm đường tiến thân cho hai người con trai của mình. Còn con của ông Sang thì vẫn chưa ngoi lên được vị trí đáng kể, khi ông kết nối với nhóm lợi ích Hà Tĩnh với mục đích để làm gì? Là câu hỏi dư luận đặt ra. Có khả năng ông Trương Tấn Sang muốn giật dây để nhóm Hà Tĩnh chiến đấu với Tô Lâm thật. Việc một cựu lãnh đạo vắng mặt tại kỳ họp có mặt của Tổng Bí Thư sẽ bị đặt câu hỏi rất lớn, bởi đây là cơ hội để gửi gắm con em hoặc chí cũng xây dựng mối quan hệ tốt, tránh đối đầu. Nguồn tin riêng cho biết ông Tô Lâm đang siết dần quanh ông Nguyễn Xuân Phúc và trong hội nghị gặp mặt này, ông Phúc cũng không có mặt. Nếu Tô Lâm cho bắt Nguyễn Xuân Phúc thì có lẽ sẽ có cách khiến cho Tư Sang phải ra khỏi bóng tối, không thể giật dây các nhóm lợi ích khác được. Trương Tấn Sang là người Long An nhưng có gốc gác là Hà Tĩnh. Việc bỏ qua Long An để kết nối với nhóm Hà Tĩnh cho thấy ông rất cơ hội. Hiện nay cũng như trước đây, khi còn tại chức, ông Sang chưa từng đứng mũi chịu sào để mà nghênh chiến với bất kỳ thế lực nào, bóng chỉ đứng sau giật dây kẻ khác. Hầu hết những nhân vật đã lên tới hàng tứ trụ đều có rất nhiều kinh nghiệm, nắm giữ một số mối quan hệ và một số bí mật riêng. Nên việc các nhân vật đã về hưu nhưng lại ngồi trong tối điều khiển là một trong những nguyên nhân khiến cho thế lực đang làm chủ chính trường phải vất vả chống đỡ. Với việc tham gia vào nhóm Hà Tĩnh, Tư Sang đã chọn cách đối đầu với Tô Lâm. Xem ra bà Dũng tỏ ra thức thời hơn so với cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm gặp các bô lão, có bà Dũng, vì sao Tư Sàng vắng bóng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Canh bạc lớn nhất của Tô Lâm xin được Thiên Triều bảo hộ để chiến với đồng chí. Tô Lâm tạo phản và thành công thay thế ông Nguyễn Phú Trọng, nhân sự do ông Trọng đưa lên, sẽ bị Tô Lâm tìm mọi cách để đốn vạ ngã và thay thế. Nhưng chắc chắn công thức thành công của ông Trọng thì Tô Lâm vẫn giữ, cũng như ông giữ lại cái lò để tiếp tục thanh trừng những phe phái khác. Tô Lâm quyết tâm nắm chắc Bộ Công an và tìm cách kiểm soát Bộ Quốc phòng.
và điều quan trọng nhất là ông cần phải cầu xin cho được sự bảo hộ của Tập Cận Bình. Tô Lâm là người tính toán xa. Từ tháng 9 năm 2023, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Biden lên máy bay về nước sau chuyến thăm Hà Nội, thì Tô Lâm nhanh nhẩu lên máy bay sang Bắc Kinh để báo cáo kết quả. Đây được xem là chuyến đi ngoại giao tiền trạm, dọn đường cho những chuyến thăm lần sau trên những cương vị khác. Không rõ trong chuyến thăm trên, Tô Lâm đã được chuẩn thuận từ Thiên Triều như thế nào. Chỉ biết sau khi từ Bắc Kinh trở về, Tô Lâm đã thực hiện liên tục những trận đánh lớn và thắng như trẻ tre. Khi bị tấn công, Vương Đình Huệ cũng sang Thiên Triều để cầu cứu ngay, nhưng vẫn không thoát nạn. Điều này có thể cho thấy phần nào mặt trái của bức tranh chính trị ở Việt Nam. Rất có thể Tập Cận Bình đã chọn Tô Lâm mà bỏ rơi Vương Đình Huệ. Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền cai trị đất nước, họ biến toàn dân thành mù lòa. Khi báo chí nhà nước không hề có thông tin gì về chuyến thăm Bắc Kinh của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, thì báo chí nước ngoài đã đăng hết từ lâu. Báo chí nước ngoài loan tin từ mấy ngày trước rằng vào ngày 18 tháng 8 sắp tới, Tô Lâm sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức sang Trung Quốc. Điều này đến nay đã được truyền thông trong nước xác nhận. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Tổng Bí thư. Đảng Cộng sản Việt Nam hay có cái gọi là báo công lên bác, hay họ đạt được một thành tựu gì đó. Có thể chuyến đi của ông Tô Lâm sắp tới sẽ là chuyến đi báo công với Thiên Triều chăng? Đây là điều mà dư luận đang đặt ra câu hỏi. Bao thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tỏ ra ngoan hiền trước Bắc Kinh, mục đích là mua lấy sự đảm bảo quyền lợi chính trị cho Đảng và cho cá nhân lãnh đạo của Đảng. Đáng buồn là các thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện thứ nhiệm vụ thiếu tính độc lập tự chủ này, khiến Việt Nam luôn bị Bắc Kinh gây hấn và lấn lướt hết lần này đến lần khác. Tô Lâm nên làm Tổng Bí thư sẽ không có sự cứng rắn nào trước Bắc Kinh mà vẫn kế thừa sự thuần phục từ bao thế hệ lãnh đạo trước đây. Có được sự bảo trợ của Bắc Kinh thì lãnh đạo Việt Nam mới có thể an tâm đánh lẫn nhau trong nội bộ Đảng để tranh giành và củng cố quyền lực cá nhân cũng như phe cánh của mình. Đấy là cách mà các thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hy sinh quyền lợi quốc gia để củng cố địa vị của mình ở trong nước. Những cái chết của Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành đều có điểm chung là bị bệnh sau chuyến đi Trung Quốc trở về. Trên chính trường, nếu Tô Lâm không bị như những nhân vật kia, mà ngược lại nếu được Bắc Kinh tận tình cứu chữa khi mắc bệnh để kéo dài tuổi thọ, hưởng trọn quyền lực như Nguyễn Phú Trọng đã từng làm cho tới chết trên ghế, thì đấy là dấu hiệu cho thấy sự lựa chọn của Tô Lâm. Mà xét cho cùng, trước Thiên Triều, Tô Lâm khó có thể có lựa chọn nào khác được. Hầu hết các lãnh đạo cấp cao trong Đảng đều xem việc thuần phục Thiên Triều vừa là đảm bảo ưu thế chính trị, vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho mình. Đấy chính là bi kịch cho đất nước này, bởi chấp nhận những thiệt thòi trước sự đòi hỏi phi lý của Bắc Kinh, hầu hết lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều chọn cách nhún nhường để bản thân được an toàn và yên tâm tham nhũng. Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư thì cũng chẳng có sự mới mẻ nào trong chính sách ngoại giao với Trung Quốc, thuần phục để có chỗ dựa, và đó là cách mà Tô Lâm có thể tạo ra thế bất khả xâm phạm trên vũ đài chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Canh bạc lớn nhất của Tô Lâm xin được Thiên Triều bảo hộ để chiến với đồng chí của mình. Quý vị và các bạn chia sẻ video này để nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de